Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Thùy Chi, giáo viên dòng giải phóng môn neo tại trung tâm dạy nghề đặc biệt tại Suvina 397 Giải Phóng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách đánh đá và đắp hoa nổi với tông màu ấm trong mùa thu này. Để thực hiện bộ móng ngày hôm nay thì mình cần chuẩn bị những dụng cụ sau. Đầu tiên là các loại rũa, chổi phủi bụi, móng giả, kìm bấm móng giả, liên kết, sơn, các loại bột trắng và bột màu, bút cọ dẹt, giấy và lưu huỳnh để đắp cánh hoa. Sau đấy là đến đá, keo gắn đá, nhíp và bút chấm đá, rồi đến nước bóng, đến nước lau đá và cuối cùng là giữ viền móng. Trước khi sơn thì mình sẽ phải nhặt ra tạo form móng, dán móng giả, đổ form. Lúc đấy mình sẽ mài nhá mặt móng và đánh một lớp liên kết mỏng. Lớp liên kết này là liên kết giữa móng tay và sơn để làm cho sơn bền trên móng, chắc và bền. Để thực hiện bộ móng này thì mình sẽ sơn màu nâu gạch, tông màu nóng. Thì với cái thời tiết mà se lạnh của mùa thu, vào buổi sáng và buổi tối thì mình muốn sơn một màu nóng lên để cho cảm giác là có màu ấm hơn. Đối với sơn gel thì mình phải sơn 2 lớp và mỗi lớp sơn xong thì mình phải cho vào cái máy hơ 60 giây để cho nó khô lớp gel. Sau khi hơ sơn gel xong thì mình sẽ nhám mặt móng để mình đính đá và đắp hoa. Mình nhám mặt móng này thì sẽ đính đá nó sẽ chắc và bền hơn. Hoa nó sẽ bột nó sẽ không bị trơn trên mặt móng. Sau khi đính đá xong thì mình sẽ đắp hoa bột. Đắp hoa bột thì mình sẽ đắp từng cánh rời. Đắp cánh rời bên ngoài và mình sẽ dùng một tờ giấy bìa, lưu huỳnh và bột, bút, đắp bột, cọ dẹt. Mình sẽ nhúng, đầu tiên mình sẽ nhúng bút vào lưu huỳnh. Lấy bột này. Đặt vào cánh bìa. Sau khi tạo xong cánh hoa, mình muốn cánh hoa của mình là có 2 màu hay 3 màu thì các bạn sẽ phải chấm một ít bột này. Màu mình đây mình sẽ chấm bột cam để cho nó sẽ cùng tông với cả cánh màu nền. Tán hoa ra, tán cái màu ra cho nó có độ đậm độ nhạt như cánh hoa. lắp xong bông hoa thì cái bước cuối cùng mình sẽ đánh nước bóng. Đánh nước bóng để ra giữ màu sơn bền hơn, đẹp hơn, cũng là mỏng bóng. Các bạn lưu ý, mình sẽ không đánh nước bóng lên trên mặt đá và mặt hoa. Đánh nước bóng lên trên mặt đá nó sẽ làm mờ đá. Đánh hoa cũng tương tự như thế. Bước cuối cùng mà mình sẽ làm cho sáng đá. Mình sẽ dùng nước lau đá, lau sạch mặt đá.